Ngày 3 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa nhận được kết quả giải mã gen của trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford. Đây là kết quả giải mã gen của bệnh nhân nam 25 tuổi ở Đồng Nai nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 22 tháng 9. Bệnh phẩm là phết bóng nước được lấy mẫu vào ngày 28 tháng 9. Nhóm nghiên cứu đã giải mã bộ gen và phân tích cây phát sinh loài. Kết quả cho thấy tác nhân gây bệnh là virus đậu mùa khỉ thuộc kiểu gen C1 của clade 2B. Như vậy, kiểu gen này giống với các chủng virus đậu mùa khỉ mới được phát hiện gần đây tại các quốc gia như Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả giải mã gen trên có thể kết luận đây là chủng virus đậu mùa khỉ khác với chủng virus với kiểu gen A.2.1 được phát hiện từ 2 ca nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 10 năm 2022 từ Dubai. Với sự đa dạng về di truyền của virus đậu mùa khỉ và việc tiến hành phân tích thêm bộ gen các ca bệnh mới sẽ giúp tìm hiểu về nguồn gốc, sự lưu hành của virus gây bệnh, giúp cung cấp những thông tin bổ ích và kịp thời cho chương trình phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Ngày 3 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương vận hành hợp lý, hiệu quả hệ thống cống, đập, trạm bơm để tiêu thoát nước, ngăn triều cường, bảo vệ sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý, gia cố các vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở đất để phòng tránh thiệt hại. Tăng cường hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, chống tràn, các biện pháp đảm bảo an toàn cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản nuôi, thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai đúng trình tự thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra vào cửa biển, kiên quyết không cho ra biển hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định, nhất là các phương tiện không đảm bảo trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc. Liên tiếp 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có mưa to đến rất to. Tại thành phố Cà Mau, nhiều tuyến đường bị ngập gần 0,5 mét. Rất nhiều ô tô, xe máy lưu thông qua lại các tuyến đường này bị chết máy. Nước ngập cũng tràn vào nhà khiến việc sinh hoạt, kinh doanh, mua bán của người dân bị xáo trộn. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, tuyến đường dẫn lên núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang xảy ra vụ sạt lở đất đá, làm hư hỏng một số hạng mục của tuyến đường này. Khảo sát nhanh của chính quyền và ngành chức năng địa phương, dọc sườn núi Cấm hiện có gần 400 vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở đất đá, uy hiếp sự an toàn của du khách đến tham quan núi Cấm và người dân sống trong khu vực. Qua ghi nhận thực tế ban đầu, vụ sạt lở đã làm hư hỏng mái ta luy đường, hộ lan cứng và làm sập rào chắn lưới chắn B40. Khu vực ảnh hưởng có diện tích ngang 20 m, dài theo mái dốc khoảng 40 m, khối lượng đất đá khoảng 50 m khối. Giao thông bị ảnh hưởng. Hiện đất đá bị sạt tràn ra một nửa chiều ngang tuyến đường lên núi Cấm. Xung quanh khu vực sạt lở, nước từ đỉnh núi liên tiếp đổ về với khối lượng lớn. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, khảo sát của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tịnh Biên và Ủy ban Nhân dân xã An Hảo cho thấy, trên núi Cấm hiện có 397 vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất đá. Để đảm bảo an toàn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên cho biết đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho tạm dừng các phương tiện lưu thông lên xuống núi Cấm trong 4 ngày, để các đơn vị chuyên môn xử lý khẩn cấp khối lượng đất đá sạt lở. Đồng thời có chủ trương thực hiện dự án xử lý khẩn cấp, ngăn chặn sạt lở đất đá dọc hai bên tuyến đường chính lên xuống núi Cấm, tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các công trình, homestay, xây dựng và kinh doanh trái phép trên núi Cấm. Liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, ngày 3 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông, Công ty Cổ phần Đại Nam. Theo đơn kháng cáo, cả 4 bị cáo này cho biết bản án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt vừa qua là quá nặng, nên kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm để xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Hằng đến nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo. Trước đó, ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, bị cáo Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù. Ngày 3 tháng 10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm với hộ kinh doanh bánh mì Phượng. Theo đó, hộ kinh doanh này đã có 5 hành vi vi phạm hành chính, gồm thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn, không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải, bảo đảm vệ sinh, vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, có 313 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ngày 11 và ngày 12 tháng 9 có mẫu thịt heo xíu, rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo phát hiện nhiễm Salmonella SBB không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổng cộng với 5 lỗi vi phạm hành chính, cơ sở này bị xử phạt 96 triệu đồng. Kèm với đó, hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 3 tháng. Ngày 3 tháng 10, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra làm rõ một vụ vận chuyển vũ khí trái phép qua sân bay Đà Nẵng. Thông tin ban đầu, sáng ngày 1 tháng 10, qua màn hình máy soi chiếu tại nhà ga hàng hóa sân bay Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện một kiện hàng chứa một khẩu súng ngắn dạng rulo bằng kim loại màu đen và 6 viên đạn. Làm việc với chủ kiện hàng, người này không xuất trình được giấy phép vận chuyển theo quy định. Theo cơ quan chức năng, đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng vài tháng qua, lực lượng soi chiếu phát hiện súng đạn gửi qua sân bay Đà Nẵng. Ngày 3 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Thắm, 44 tuổi, ngụ khu phố Bào Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, tạm trú tại ấp Dòng Lớn A, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, do làm ăn thua lỗ, Thắm nợ hơn 3,8 tỷ đồng tiền mua cá lóc của nhiều người trên địa bàn huyện Trà Cú và không còn khả năng chi trả. Từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022, Thắm tiếp tục nợ tiền mua cá trên 1,1 tỷ đồng và hứa hẹn sau 4 ngày sẽ trả đủ. Tuy nhiên, sau khi bán cá thu được tiền, Thắm không trả tiền cho bị hại, mà dùng số tiền trên vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi đến hạn trả tiền thì Thắm nói mua bán thua lỗ, không còn tiền trả. Biết bị lừa nên bị hại gửi đơn tố giác. Chiều ngày 3 tháng 10, tại thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trao thưởng đột xuất cho Công an huyện Tân Phú, phòng BC02, Công an tỉnh Đồng Nai và phòng 6, cục C02, Bộ Công an, vì có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 10, Sơn đến một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, thành phố Tân An, bắt cóc bé gái 3 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Sau đó, đối tượng chở bé gái bằng ô tô về hướng thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời dùng điện thoại nhắn tin cho cha mẹ cháu bé, yêu cầu tiền chuộc 2 tỷ đồng. Sau đó, Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Sơn khi đối tượng này đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và giải cứu an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Chỉ trong 6 giờ kể từ khi nhận được đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Long An, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng tổ chức điều tra, phát hiện bắt giữ được đối tượng gây án.